Rồi lên em lên ít đồ nữa. Bữa nay em lên dạy đi cho nó lẹ. 120k. Cái cửa này em bữa lên cặp mà bán con rồi. Số này 170 ha. Cái cạo kẹp mắt nè. Cho nó có cái đầu bằng đồng nè. Này là cái cần lực 150k và 3.3. Cái búa 90k này, búa đẹp. Rồi cặp búa này, thằng này cũng đẹp nha. Đầu chưa đóng. Này đánh là chẳng bóc luôn. Này thằng nhỏ 70k. Cái búa này cũng đẹp. Đầu này nó bò tròn tròn nè. Đó, thằng này thì bằng nè. Con tem tróc. Rồi búa bì. Búa này chưa xài nè. Đa số đầu đẹp hết nha. Nhiều 125. Rồi cái nặng 3 thím luôn. 2,5 triệu. Cái uốn sắt vì nhiều đang biết. Thước đầu lời. Rồi 250. Cái này to nặng lắm nha. Nhìn so với cái búa chặt bã này là bằng luôn. Rồi 11 là em có cái này 370. Cái này là dạng lê. Mở tùm lum tùm ba. Này đâu bằng nè. Này đâu này. Này đâu này. Này đâu này. Tăng giảm nó đây. Mở là nó dạng ra nha. Đó. Trông rất là đẹp. Này của thằng Kyoto Katise nè. Rồi 12 là cái mỏ lết này. Thằng này của hãng này nha, sưu tầm nha. Rất là đẹp. TSMO. Thằng này cũng 370 luôn. Mười ba là có cái đục này 70. Ok. Kén ok. Mấy rồi? 13 rồi. 14 có cái này. Này nó hơi rổ rổ. Giống Nhật đây nha, mọc đây. Ngoài bén rồi. Kén cứng nhắc luôn, nó rổ rổ nhưng mà xài ngon nha. 109 này. 15 nè, cây mỏ lết của 7K, xài 300, nhìn là biết đẹp nè. Răng hàm bén
Cạo kẹp nhanh trong chính luôn. Đó. Nhả này ra. Này xuống. Đẩy lên đi, không cần bóp nha, đẩy lên là cứ đẩy thôi. Gọi cả kẹp nhanh là vậy. Cứ này 60. Rồi, cái kéo cắt này là kéo cắt bán xối nha. Cắt cái ống mà một nửa. Ai cần kia thì em gửi video, nhớ em thấy cái video này ta cắt cái ống xối á. Lưỡi mẻ một xíu xíu. Rồi con này 220. Với chính này là con dao 110k. Con dao này là để khui thùng nè. Đây là gỡ ghim nè. Thằng này là rọc cái đai nè. Cắt cái đai á. Này của Nhật nha. Rồi, cái cuối cùng của em là cái cự của cái máy cưa bàn. Đấy 16 sao á. Bữa nay em có đăng bài rồi mà em lên đây luôn để khỏi tôi công tìm bài. Đó. Xoay nhẹ nhẹ. Rồi bằng nhôm. Phun nhôm hết nè. Rất là đẹp. Rảnh tê nha. Đấy như 16 phải. Phải là 250. Mũi kim chỉ nó đây. Rồi. Lên dậy cho nhanh, đem lên từng món mệt quá.